Cựu luật sư tổng thống Trump là Michael Cohen tiếp tục đối mặt kiểm tra chéo tại tòa, bị cựu cố vấn luật pháp của chính mình tố cáo là kẻ dối trá. Israel kết thúc chiến dịch ở phân khu Zatun, giữa lúc nước này phải tiếp tục đối mặt cáo trạng diệt chủng của Nam Phi ở tòa án công lý quốc tế. Công trình bến cảng viện trợ nhân tạo của Hoa Kỳ được thông báo hoàn thành, sẵn sàng cho các đợt chuyển hàng đầu tiên vào giải Gaza. Trung Quốc và Nga tổ chức hội nghị thượng đỉnh, gọi mối quan hệ hợp tác là một nguồn lực ổn định trong một thế giới hỗn loạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Hoa Kỳ và Thế giới, tập trung cập nhật các thông tin nổi bật về Hoa Kỳ và Thế giới trong vòng 24 giờ qua. Hôm nay là thứ sáu ngày 17 tháng 5 năm 2024. Tôi là anh Quang và tôi là Ninh Thi. Và sau đây Mời quý vị theo dõi phần nội dung chi tiết. Theo các báo cáo của hãng tin Fox Digital, phiên tòa khởi tố cựu Tổng thống Trump tại New York đã chính thức kết thúc ngày làm việc thứ 18 vào chiều thứ 5, theo giờ bờ đông Hoa Kỳ, với các chi tiết cùng bằng chứng mới cho thấy, việc chuyển tiền cho bà Stormy Daniel của ông Michael Cohen là một hành động đơn phương, không có sự công nhận hay thúc đẩy từ cựu Tổng thống Trump, với bản thân cựu cố vấn luật pháp của ông Cohen cũng đã cáo buộc. Ông Cohen không những đã khai nhận thông tin sai lệch vì những mục đích cá nhân, mà còn từng có tham vọng trở thành Tổng trưởng Lý Hoa Kỳ hoặc tham mưu trưởng dưới trướng của Tổng thống Trump. Cụ thể, trong ngày 18, Quá trình kiểm tra chéo lời khai từ nhân chứng tối trọng Michael Cohen đã được tiếp tục. Với ông Michael Cohen không ngừng thừa nhận nhiều chi tiết gây bất lợi cho phía công tố, bao gồm việc ông từng hy vọng những hành động của mình sẽ giúp dọn đường cho một vị trí cao cấp thuộc chính quyền Trump. Khi được hỏi về việc liệu ông có nhận thức được vai trò của mình trong vụ kiện này hay không, ông đã khai rằng ông nhận một phần công lao trong quá trình hình thành bản cáo trạng gồm 34 tội danh chống lại cựu tổng thống Trump, người mà ông từng gọi là Donald đần Ngoài ra, mặc dù ông Cohen nói mình chưa bao giờ gặp luật sư khởi kiện Tổng thống Trump là ông Alvin Bragg, một trong những tập podcast của ông đã thu được lời cảm ơn, cũng như ca ngợi công khai, mà ông đặc biệt gửi đến ông Bragg cùng đội ngũ của ông ta, đồng thời nhắc đến công lao của họ trong việc dành ra hàng giờ đồng hồ điều tra các chi tiết thành lập tội danh của Tổng thống Trump. Một trong những nhân chứng mới, với tiết lộ đáng chú ý nhất là ông Robert Costello một cựu cố vấn pháp luật của ông Michael Cohen. Theo ông Robert Costello, thường gọi là Bob Costello, thì ông Michael Cohen từng muốn tự tử, cũng như đã thú nhận rằng, sau khi bà Stormy Daniel đe dọa sẽ công khai câu chuyện giữa bà và cựu Tổng thống Trump, cho dù có không tin, ông vẫn cảm thấy câu chuyện sẽ có thể làm ô uế thanh danh của ông Trump. Theo đó đã đơn phương ký vào gói vay mượn trị giá hàng trăm nghìn đô la, dựa trên giá trị sở hữu nhà riêng ở New York để tự chi trả cho bà Stormy Daniel, theo đó đổi lấy sự im lặng của bà. Một chi tiết quan trọng mà ông Robert Costello chia sẻ, đó là khi bị ông gặng hỏi về việc liệu ông Cohen có bất kỳ bằng chứng trung thực nào có thể mang ra trước tòa để giúp kết tội ông Trump hay không. Ông Cohen đã lặp đi lặp lại rằng, tôi thề, tôi chẳng có gì cả. Cũng theo ông Robert Costello, thì ông Michael Cohen trước đó đã bị tòa từ chối sử dụng do không có bằng chứng cụ thể để xúc tiến quá trình kết tội Tổng thống Trump. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi sau khi ông Alvin Bragg quyết định khởi kiện Tổng thống Trump và mời lại ông Michael Cohen trở thành nhân chứng tối trọng của mình. Phiên tòa cũng đã có sự góp mặt quan sát của hàng chục đảng viên Cộng hòa, với một trong những dân biểu là Mai Van đã phải thốt lên rằng tôi đã tham gia phục vụ chính phủ ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm châu Phi, Trung Đông, và Nam Mỹ. Đó là những khu vực mà hệ thống tư pháp thường bị vũ khí hóa để chống lại các đối thủ chính trị. Mọi thủ tướng của một quốc gia như Pakistan hiểu rõ, nếu họ không triệt hạ đối thủ thì chính họ sẽ phải vào tù. Đây có phải là tương lai mà chúng ta muốn có ở Hoa Kỳ hay không? Vì tôi thấy chúng ta đang tiến gần hơn đến điều đó. Kết thúc phiên tòa, trong cuộc độc thoại thường trực của mình với cánh báo chí, cựu tổng thống Trump đã cảnh báo về những xung đột tiềm tàng mà Nga và Trung Quốc đang tạo dựng để chống lại Hoa Kỳ. Theo ông Trump, thì giữa lúc thế giới đang bị đốt cháy bởi nhiều thách thức và đe dọa, thì ông lại bị cố tình nhốt trong một hộp băng, khiến ông không thể tự do di chuyển, hay có thể tổ chức và tham gia những sinh hoạt thông thường của một ứng viên tổng thống trong năm bầu cử. Bao gồm việc tự do vận động tranh cử vòng quanh đất nước, đặc biệt là tại các tiểu bang tranh chấp như Georgia và Pennsylvania nơi mà ông vẫn đang dẫn trước Tổng thống Biden từ 2 đến 4 điểm trên các thăm dò gần nhất. Trước khi chào tạm biệt đám đông để kết thúc ngày thứ 18, cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh, Chủ tịch tập của Trung Quốc và Putin của Nga, tôi hiểu họ rất rõ, và họ hiện đang phối hợp lên các kế hoạch để cùng nhau đánh phá Hoa Kỳ. Trung Quốc đang có ý định đánh chiếm Đài Loan, nhưng tôi thì lại phải ngồi đây trong cái hộp băng bất di bất dịch này để lắng nghe những lập luận của một vụ kiện mà nhiều người đã cáo buộc là chưa từng có trong lịch sử. Theo lịch trình, thì phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày thứ hai tuần sau, nhằm 20 tháng 5, vào lúc 9 giờ 30 sáng, theo giờ bờ Đông Hoa Kỳ. Vào ngày 15 tháng 5, lực lượng bộ binh Israel đã hoàn thành chiến dịch chống khủng bố kéo dài nhiều tuần liền tại quận Zatun của giải Gaza. Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu FDD, trích dẫn tường thuật từ lực lượng phòng vệ IDF, bộ binh cùng quân đoàn xe tăng của Israel đã rút khỏi khu vực Zatun sau khi thực hiện các nhiệm vụ điều tra, tìm kiếm và triệt hạ mục tiêu. Các thành tích được nhắc đến bao gồm việc hạ gục khoảng 150 chiến binh khủng bố trong chuỗi các cuộc chạm trán, với khoảng 80 địa điểm giao tranh được Hamas sử dụng đã bị phá hủy. Cũng theo báo cáo, thì các hoạt động của Israel sẽ vẫn tiếp tục ở các quận lân cận thuộc phía bắc Gaza, bao gồm Jabalia và Beth Hanun cũng như tại một số khu vực thuộc trung tâm gaza và ở thành phố rafah thuộc phía nam nhận xét về những diễn tiến này chuyên gia joe chusman chia sẻ các hoạt động của quân đội israel ở phía bắc giải gaza đã làm nổi bật sự phức tạp của chiến dịch loại bỏ hamas và các đồng minh của tổ chức khủng bố này theo đó cũng gợi ý đây là một thách thức rất có thể sẽ lặp lại ở phía nam nếu nội các chiến tranh israel quyết định tổ chức xâm lược toàn diện ở rafah một chuyên gia khác là giám đốc điều hành của viện nghiên cứu fdd mark dubowitz cũng nhận định những người phản đối israel sẽ nhanh chóng lập luận rằng sự trở lại của idf ở những vùng chiến sự đã qua hoạt động này là bằng chứng cho sự yếu kém cũng như nỗ lực thất bại của israel trong cuộc chiến chống khủng bố hamas tuy nhiên một điều quan trọng cần được đề cập đó là idf chưa bao giờ tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành và nếu thực sự có thì việc số liệu thương vong giảm mạnh lần này đã chứng tỏ tiềm lực cùng khả năng chiến đấu của hamas đã suy giảm đáng kể Nam Phi vào cùng ngày 16 tháng 5 cũng đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án công lý quốc tế ICJ với mục tiêu ép buộc Israel ngừng các hoạt động quân sự ở giải Gaza và lập tức rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ này. Theo báo cáo của đài 24 News từ Israel, thì các đại diện pháp lý của Nam Phi đã lập luận rằng Israel đang bóp nghẹt các tuyến hàng hóa ở Rafah và Karem Salom, khiến tình hình khủng hoảng nhân đạo trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, Lập luận này đã đi ngược lại với một số tài liệu cùng bằng chứng hiện hữu mà Hoa Kỳ và Israel ghi nhận, với những khó khăn phần lớn được thổi bùng bởi các cuộc tấn công liên tiếp từ Hamas. Mặt khác, Hamas đã chú trọng tấn công vào cửa khẩu Karem Salom ít nhất 5 lần kể từ khi Israel cho phép mở ra cửa khẩu này, với lần gần nhất vào sáng ngày 12 tháng 5, nhưng đã bị vòm sắt thành công ngăn chặn. Ngoài ra, các cửa khẩu nhân đạo khác trong khu vực cũng đã được Israel cho phép hoạt động, bao gồm 3 cửa khẩu nằm về phía bắc Gaza. Theo báo cáo của bộ phận điều phối viên thuộc Bộ Quốc phòng Israel là COGAT, thì chỉ trong ngày thứ tư vừa rồi, đã có gần 250 xe tải viện trợ được kiểm định và vận chuyển an toàn vào Gaza, đi cùng còn có hai xe tải nhiên liệu. Mặc cho những bằng chứng đối trọng, cũng như tuyên bố gần nhất từ Hoa Kỳ về sự thiếu vắng các bằng chứng cụ thể nhằm kết tội diệt chủng cho Israel, phía Nam Phi vẫn tuyên bố rằng tội ác diệt chủng của Israel chưa bao giờ dừng lại, cũng như đã bước sang một giai đoạn đen tối mới ở cửa khẩu Rafah nhận xét về những hành động chống đối Israel của Nam Phi, bao gồm việc đe dọa bắt giữ các quân nhân vẫn đang hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống khủng bố Hamas, chuyên gia OD Kitchi thuộc Viện Nghiên cứu Foundation for Defense of Democracy FDD chia sẻ, Nam Phi chỉ đang cố gắng sử dụng xung đột với Israel nhằm đánh lạc hướng người dân, khiến họ quên đi những thất bại cùng vấn nạn tham nhũng nặng nề của chính phủ. Mặt khác, với 27,5% dân số trẻ em bị bệnh còi cọc do nạn suy dinh dưỡng, một hệ thống giáo dục vô cùng yếu kém, một hệ thống điện tiêu dùng liên tục chìm ngập trong tình trạng mất điện và trên hết là nạn thiếu nước sạch nam phi chỉ đang tìm mọi cách để thoát khỏi trách nhiệm lãnh đạo và người dân nam phi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn Đến chiều ngày 16 tháng 5, theo giờ địa phương, IDF thông báo công trình bến cảng viện trợ nhân tạo của Hoa Kỳ đã hoàn thành, cũng như đã sẵn sàng chuyển giao hàng hóa lên các xe tải vào giải Gaza. Thông báo từ IDF cũng đã đến một ngày sau khi Phó Đô đốc Hoa Kỳ và Giám đốc báo chí của tổ chức USAID đã phối hợp đưa ra thông báo chung liên quan đến các mục tiêu cùng quy trình hoạt động của bến cảng. Theo các lãnh đạo này, thì công trình bến cảng sẽ có thể chính thức đi vào hoạt động trong vài ngày tới, với các mục tiêu chính bao gồm việc đảm bảo dòng viện trợ đi từ đảo Ship đến giải Gaza sẽ được diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả. Nói về vấn đề an ninh, Hoa Kỳ vừa qua cũng đã điều động hai chiến hạm vào khu vực nhằm bảo vệ bến cảng, đặc biệt sau khi công trình này đã bị các nhóm khủng bố địa phương tấn công vào vài tuần trước. Theo ngũ giác đài, thì hai chiến hạm hải quân sẽ kết hợp với lực lượng phòng vệ IDF cùng một số tàu quân sự và máy bay thuộc lực lượng không quân Israel để đảm bảo dòng lưu chuyển viện trợ từ đảo Ship đến Gaza sẽ không bị can thiệp bởi các cuộc tấn công khủng bố. Để đón theo dõi những nội dung mới nhất, xin quý vị đừng quên nhấn nút yêu thích và ghi danh để tài trợ cho các bản tin kế tiếp của đài. Hãy chọn đồng hành cùng chúng tôi. Theo báo cáo của tờ Thời báo Đài Loan, thì hai lãnh đạo Tập Cận Bình và Vladimir Putin của Trung Quốc và Nga vừa qua đã tổ chức cuộc họp thượng đỉnh tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh với khẳng định chắc địch rằng quan hệ hai bên là một nguồn lực vững mạnh đại diện cho sự ổn định trong một thế giới hỗn loạn. Trong cuộc họp, chủ tịch Tập Cận Bình đã gọi ông Putin là một người bạn cũ và rằng quan hệ Nga-Trung là một mạch kết nối vững chãi cho hòa bình. Trung Quốc cũng nói thêm rằng nước này đã sẵn sàng hợp tác duy trì sự công bằng của thế giới. Đáp lại thông điệp này, ông Putin cũng khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước là nền tảng cho những nhân tố ổn định trên chính trường quốc tế. Ông Putin cũng nói rằng Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là không mang tính cơ hội hay nhằm chống phá bất kỳ ai. Cùng nhau, chúng ta sẽ có thể gìn giữ và duy trì các chân giá trị của sự công bằng, cũng như một nền trật tự thế giới mang tính dân chủ, phản ánh thực tế đa cực và dựa trên luật pháp quốc tế. Tân Hoa xã của Trung Quốc cho hay, sau khi tổ chức họp kín, hai nhà lãnh đạo đã ký một tuyên bố chung, cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Những thông điệp về hòa bình và hợp tác phát triển từ Nga và Trung Quốc cũng đã đến vài giờ. Sau khi lãnh đạo Putin ca ngợi quân đội Nga trong việc tiến thủ trên mọi mặt trận ở Ukraine, cũng như sau khi tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn trên bộ. Nhận xét về những diễn tiến này, chuyên gia phân tích của tổ chức Heritage Foundation là Michael Pilbury đã nói rằng mối quan hệ thân mật đáng lo ngại này giữa hai cường quốc hạt nhân thế giới sẽ không bao giờ có cơ hội phát triển dưới thời của chính quyền Trump. Lý giải cho tư thế của mình, ông Pilbury nói, về cơ bản, Chúng ta đang tận mắt chứng kiến một hậu quả mà cựu tổng thống Trump đã nỗ lực ngăn chặn. Thông qua các chính sách thuế quan nghiêm ngặt, giúp đối đầu với những chiến thuật cạnh tranh không lành mạnh của Trung Quốc. Những điều này hoàn toàn vắng bóng dưới chính quyền Biden, và việc Biden đang từng bước kéo hai cường quốc hạt nhân này lại gần nhau hơn, thông qua sự yếu đuối của mình trên chính trường quốc tế, thực sự là một sai lầm ở cấp độ cao nhất. Cựu trợ lý an ninh quốc gia của chính quyền Trump, là ông John Ulio cũng đã lập luận rằng Cuộc họp thượng đỉnh giữa Nga và Trung Quốc đã cho thấy một màn biểu dương lực lượng chống phá Hoa Kỳ khi mà cả hai nước này đều đang đối mặt căng thẳng ngày càng sâu sắc với phương Tây. Ngoài ra, ông Ulio cũng quan sát rằng, với các chính sách hạn chế việc xuất khẩu dầu và khí tự nhiên sang các nước Tây Âu, từng là những khách hàng thường trực của mình, Nga rất có thể đang củng cố tiềm năng thu lợi nhuận tại thị trường tiêu dùng năng lượng Trung Quốc, cũng là thị trường lớn nhất trong khu vực mà Nga có thể tiếp cận trong thời điểm này. Ông Ulio nhấn mạnh, trên tất cả, thì mối quan hệ ngày càng thân mật giữa Nga và Trung Quốc là một dấu hiệu đại diện cho sự lớn mạnh của một trục hợp tác, mà trong đó, Nga sẽ có thể phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để chống lại các lệnh trừng phạt được áp đặt, từ đó cũng sẽ có thể tạo dựng và duy trì sự ổn định về tài chính và tiền tệ, giúp Nga có thể liên tục củng cố và khôi phục khả năng chiến đấu trong quá trình giao tranh với Ukraine. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hoa Kỳ và Thế giới ngày hôm nay. Hoa Kỳ và Thế giới là một chương trình tin tức thời sự với góc nhìn từ Hoa Kỳ, phát sóng mỗi ngày từ chủ nhật đến thứ sáu theo giờ California, thuộc múi giờ Thái Bình Dương. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.